đây cả nhà ơi, chào chị Nay. Tí ngồi uống cà phê. Đó đằng kia đó chị. Alo Mộng Cầm ơi. Đây phát hiện chị Nay bé Mộng Cầm với lại chị Bích Trâm. Nhưng quên, sao đi như chú, cho không mang vàng không quên. Con mắt là sợ quen rồi chú ơi. Lắm, 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 lắm. Hôm nay chị Trâm được thương yêu nha. Mày ốm mà. Thông tin của em từ NASA gửi về hả chị? Ủa ông Tân đâu? Ông Tân về rồi. Tân vô luôn đi, đã vô vô tập thể thì còn người đứng từ trong từ ngoài. Mày thành công với đi chị. Áo rồi cả nhà. Quá trời lòng. Đi đây. Hôm nay đi tặng quà sinh nhật cho chị Trâm hả chị Nay? Sao? Tặng quà sinh nhật cho chị Trâm hả? Đâu có đâu, thì bình thường cũng tặng gì đâu. Bình thường mua cho nó. Bình thường cũng tặng. Thì nó tặng chị tặng nó bình thường mà. Dạ. Thường trời mưa gió mà chị tới là chị Trâm thương quá trời. Ôi gì mà cười. Ôi sao mà sao biết thông tin mà tới hả? Sao biết hay vậy? Em có tình báo từ NASA gửi về. NASA Ngụy Tân báo mà. Dạ đâu có đâu. Có ngày không em? Bán cái gì có ngày không? Có ngày chị kêu mấy người vô quay nữa. Lát mình đi ăn cho quảng cáo quán đâu. Không thèm gì ăn. Vậy là đẹp rồi. Sao được không em? Chị đang hơi rộng. Bây giờ là bên em đã hết té rồi. Còn mờ hơn. Xanh quá. Ủa nó ốm cỡ đó luôn hả? Ôi đẹp quá, ra đó tôi coi. Mẫu nó không có sữa được á. Rồi đẹp quá. Cái mẫu này không có bụng nha. Mẫu này không có bụng. Cái gì vậy đâu? Mẫu này không có bụng nha. Đụng cả đụng. Đâu coi thử. Rộng quá. Tốt. Tốt à. Này chị thử cái mẫu này cũng đẹp. Đây nè chị Thăm. Cái đầu tiên mà em chị hỏi em có màu trắng không á? Không, cái màu đen đâu. Cái này chị được xem màu. Thôi để nó màu trắng cho ta xem rồi. Chị thích màu trắng. Mờ luôn. Tại nó có trên đó. Nó gái còn nguyên đấy em. Chưa chồng đó. Người yêu đứng ngoài chưa chồng. Đang đứng ngoài. Ai vậy? Người yêu đang đứng ngoài. Tí hả? Linh Tí. Ganh tị quá. Mấy người có cặp đó đâu, tôi ganh tị quá. Dạ. Phải phá cho tụi nó chia tay mới được. Tụi này sao người ta thấy hạnh phúc của người khác tự nhiên ganh tị khen gì đó. Thấy hạnh phúc là cái lại ganh tị. Tính chị nó kỳ lắm em. Dạ. Chị Nay, cái bài viết bài báo á chị Nay, có phải là một tin vui khởi đầu không chị Nay? Chị cũng chưa đọc báo luôn em. Chưa đọc báo luôn. Đó là chị nói thật luôn.
cái đường link mà bác phát lộc đúng không? Chưa đọc luôn. Ngày nay em thấy chị cái gì có một dòng bình luận phải không? Không phải status mà là bình luận. Cái gì mà hòa giải là cái gì mà cởi quần cởi áo gì đứng giữa nhà tư gì đó. Phải. Thì em biết tính chị nhiều khi chị hài hài vậy đó. Nhiều khi giỡn thành thiệt đấy. Dạ. Thì cũng thành giỡn mà giỡn thành thiệt. Chắc chắn là không hòa giải đúng không chị? Đương nhiên lỡ bên kia người ta khóc, người ta năn nỉ rồi sao chị siêu lòng không? Em nghĩ chị siêu lòng không? Hay biết đâu lúc đó chị lương thiện, chị siêu lòng thì sao? Em nghĩ chị lương thiện không? Lúc đó bắt đầu là năn nỉ chị ác như cái thắt lát gì đó. Đợt nào là cũng không có hòa giải. Đẹp quá. Ok. Thế muốn đợi chị mua riêng cho nó. Kêu mặc áo gì? Hả? Sinh nhật rồi mày kêu nó mặc đồ lam đó, nó lên luôn. Chị quỷ. Đồ lam đi. Đẹp quá. Đẹp. Đứng dậy chứ, đó, ok không? Cái này sexy đẹp đó chị yêu. Tại vì tà giá nó đẹp mà. Trời ơi, cũng phải lấy cái chân lòi ra nữa đó. Ủa ghê. Cái này nó lòi lên cái đồ. Trời ơi, nó lòi tới xíu sao xẻ nó đẹp với chị. Nhiều đứa nó còn xẻ nữa kìa. Lấy cái đó đi. Ừ. Mẫu này được nè, không bụng, không có bụng nè. Không có bụng. Mẫu này được đó, không có bụng. Không có bụng. Ní kia sao thì hở quá hả? Tí kia hở quá. Thôi giờ nó cho mặc đồ hở hả? Cho mặc đồ. Trời ơi. Em thấy cái này đâu có hở bao nhiêu đâu. Có đồ làm không em mà đó có đồ làm. Cái này hở sao luôn mà. Cái nó hở luôn rồi đi mà. Có chút xíu thì thôi mày làm cái gì hở? Cái này sao mệt. Cái này mà. Cũng hơi hở. Trời ơi, bữa nay sợ anh tí nữa chứ. Bữa nay sợ lên tí nữa. Cái là hở hơi nhiều. Tao thấy bình thường mà, mày hỏi với mọi người đó. Còn nào nữa không? Có một cái. Có. Rồi mọi người cho bình luận nha cả nhà. Của cầm đem cầm cho chị. Ai quay mình cũng quay chứ. Mặt sao mà người gọi dễ sợ. Ai quay mình cũng quay. Cái này còn mẫu này nữa chứ mẫu đó thôi. Cái này nặng quá. Cái này đẹp quá. Tự nhiên mặt giờ mày nói chứ họ. Trời ơi người ta còn họ sẽ sẽ họ lên tới đây luôn rồi họ mặc áo ống áo đồ này kia ở dưới đâu mà họ bình thường mà em ít mặc mấy cái này chị nhớ không. Em ít mặc mấy cái dạng này lưng đồ đẹp mà đâu phải như tấm phản đâu đâu mà sợ. Đi chứ. Quay nó chứ nè, quay chăm kìa. Đang thay đồ rồi, sao quay? Chị con thay đồ đó, quay luôn. Thôi. Có view chụp. Thôi. Vô đó. Sẽ xu quá nè, trời ơi. Cả nhà thấy chị ni không cả nhà? Sao bắt cái con? Để hả? Đúng rồi, chị chăm đâu có bụng đâu mà có bầu. Ai có bầu thì chăm có đâu. Rồi. Lại. Giờ đâu phải đâu rồi, anh Quốc còn ngồi trên xe. Dạ anh tao mặc tới nãy giờ. Rồi chị Ni đi quay bé cầm. Bé cầm đứng im đó. Ngồi im đó. Ngồi im là em thiền đi, à đúng rồi, em thiền đi. Em coi như là không có ai hết trơn. Chứ bên trong kia, trong kia đang thay đồ rồi sao được. Ở phần dưới này nè chị. Thôi tụi mình sẽ ghi dự. Ngày mai sinh nhật nên hôm nay là chị nên dắt ơ rồi nha. Chăm nói chăm mua cái đầm, chăm mua cái đầm ngoài chợ rồi. Cái đầm ngoài chợ chăm mua có 120.000 là bà chửi sùm nữa. Là bà dắt đi mua đầm. Bà đứng em đã gắn bông nè. Đi gắn bông nè. Tôi nói tôi mua cái đầm ngoài chợ 120.000 rồi bà chửi tôi từ hồi sáng tới giờ. Mưa gió bão bùng đó. Hôm nay người yêu tôi dắt tôi đi sắm đồ nhưng mày mẹ. Anh Thái à. Người yêu tôi Nguyễn Văn Minh Thái. Dắt tôi đi sắm đồ. Tôi nói tôi mua cái đầm ngoài chợ rồi nhất định bao chịu phải chửi tôi từ sáng giờ. Mua cái đầm 8 đẹp quá vậy. Tao quay tao coi. Cái đầm làm kịp. Hỏi thử cho. Hỏi mọi người thử cái này chứ kia.
Con thấy cái nào cũng đẹp hết trơn. Cái mắc quá, cái đầm mấy chữ mắc quá. Cái này đẹp không cả nhà? Cho ý kiến của chú anh chị ơi. Sáng chói. Cho ý kiến nha, cái này đẹp không ạ? Cũng sang. Cái này cũng sang, đẹp. Cái này mình mua. Cái nào cũng đẹp. Mình mua cái đầm này mình lời được cái bông nè. Ừ. Dạ. Trời ơi, mấy triệu một cái mà dạ. Sao đẹp. Cái kia không có cái bông. Mấy triệu một cái đâu có rẻ đâu. Rồi đi vô coi coi nha để chọn. Cái bụng đâu chị? Chị khán giả hỏi cái bụng đâu đó. Cái bụng đâu? Đừng lộ quá coi chừng có bụng ở trong. Cái bụng. Đủ quá. Trời ơi. Rặn quá hả? Rặn quá. Bụng mà rặn quá. Rặn lộ trên cái thịt. Nhanh quá cho. Lát rặn không biết lỗi gì. Nhanh nhanh quá cho xin tắm làm thumbnail coi. Rồi ok. Rặn quá. Bụng rặn quá. Đó, chị Trâm có bụng cả nhà, rồi chia sẻ like cả nhà ơi. Cái này có cái bông, đúng không? Không, cái bông của mình đi chị. À, ủa, cái bông bán đi hả? Cái bông bán đi. Không, thiệt chứ, không lấy chị thích cái bông gì lấy cái này, nhưng mà chị gắn cái này. Mày gắn đây cũng được. Ra phải gắn lên ở đây. Đúng không? Cái sạc. Làm một cái đầm, cái bông riêng nha. Rồi thử cái khác luôn. Em lấy cái này. Cái này hồi nãy thì nó có cái vòng cổ chị, nó sang chiêu chiêu hả chị? Ờ, nó sang hơn. Mình khỏi phải đeo cái vòng cổ. Cái chân mày bao nhiêu vậy? Chân của mày bao nhiêu? Chân em xài dép à? Em xài máy vừa vô cái này luôn nè. Đâu vừa vô cái này luôn nè. Như cái nó 36 chị. 240 mà 36 là đâu? 38. 38 được. Đó mày mang lại coi. Chị 38. Chị 38. 38 là sao mà chị 36? 38. 38 là vừa luôn đúng không? Còn có cho chị thấy không? Chị Ni không cả nhà? Cũng hợp với cái máy luôn á chị. Đó, Ni sắm đồ cho chị Trâm. Đó, đi mua đồ chị Trâm cho mọi người. Thấy Ni là vui liền. Dạ, vui thì like đi cả nhà. Like cho chị Bích Trâm nha. Em đang cầm máy chị Trâm. Lấy cái gối độn vô à. Không. À chị Ni nói chuyện nhỏ xíu. Cũng đi chăm cũng hơi kề một chút á. 38. 38 là chăm cũng hơi kề. Chị Ni nói là lấy cái xinh xinh xíu. Là 37 được. 37. Em nghe chị Ni nói cái lấy cái xinh xinh. Lấy 37 cho nó thử em. À 37 đi. 38 là hơi kề. Dạ. Chuyện gì đang xảy ra? Cái đầm đang mặc đẹp. Thử cái màu đen nữa coi coi nó sang không. Cái này có cái chuỗi này màu đen thử mấy cái luôn. Tài ơi cho chị xin số, ủa xin số điện thoại em làm gì? Chăm Chăm ăn trộm mất 200 đô mà sao được nhiều người thương quá. Dạ. Nói chị Ni kêu thử cái màu đen. Chị Ni kêu chăm thử thêm một vài cái. Đó. Nói từ hồi sáng thì bà chửi tôi tan nè. Bà chửi tôi tan nè. Dắt tôi đi mua sao được. Không được nó chăm mấy cũng được. Quý tí ngồi lắc đầu liên lệ cho chị các kìa. Quý ngồi lắc đầu, lắc đầu. Nói sắc xịn quá. Em bị lắc đầu. Hở quá hả? Hở quá hả? Hở quá trời hở. Sai gì vậy? Bờ nó không vừa đâu. Ép. Một người chồng mà bữa nay thấy giờ đã thay đổi rồi. Gửi 100, 1000 cái ôm dữ vậy. Cái đồ chị đem đi. Cái này là 38, cái này là 37. Cái này mẫu mới bên đây. Còn mẫu nào, cái đầm còn màu đen nữa không? Cô chú anh chị mình quên like đấy cả nhà ơi, like nha. Mình xem mà mình cho mình lượt like nha. Like cho vui cả nhà. Không shop thì không phải của chị Mel. Dạ đúng rồi. Chị Ni nói nhỏ nhỏ với lại mấy cái nhân viên shop. Lấy cái đẹp đẹp, cái xinh xịn ra. Tiền bạc không thành vấn đề. Chị này ngày cưới luôn á, chị này ngày cưới luôn. Gắt tí rồi, phải kiếm cái áo vest nữa nha. Rồi thì em kiếm cái... Đâu, em màu đen có mẫu nào chị thật? Đây chị có mấy cái mẫu này thôi. Cái đó hết sạch rồi em. Dạ, chào cô, chào tất cả cô chú anh chị nha.
Tài đang cầm máy cho chị Trâm. Chị Trâm không có trả lời thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm nha. Trời ơi, tặng cho Tài cái đầm luôn hả? Ghê vậy. Nhưng mà cái mẫu này con nó nhỏ. Đúng rồi, Ni nó nhỏ nhỏ, Tài thông dịch là hết. Cái này mình hết Nguyên hả? Cô chú anh chị có nghe không? Em dịch lại cho cả nhà mình nghe nha. Rồi. Nó quay bé cầm đã. Đó. Không có mẹ lấy con đó. Chứ sao giờ? Hai người lớn đi vô cái chị. Rồi, chính xác. Bé cầm hôm bữa cũng được tặng chiếc xe đúng không? Đúng không? Ừ. Chiếc Vi Sành hả? Học được cái nghề gì cái kia tới lâu rồi? Nói chuyện cái khác đi. Chuyện khác hả? Chuyện này không vui hả? Không vui, không vui. Ờ, thôi bỏ đi. Rồi. Đây mặc đồ đồ này, bộ đám đẹp. Vừa ấm là rộng. Anh coi vậy. Rồi, cô chú anh chị mình cho ý kiến coi, màu đen hay màu trắng? Dạ, dạ. Cái này thì dạ. Bên này với lại cái hai bên này là gắn hai bên luôn hả? Đúng rồi, cái này cũng đẹp. Tùy mình gắn ở đâu thì này tao quay coi cho. Quay đây đây coi. Quay. Đây này không? Đây này nó cái đường lại lại coi lại coi. Gắn cái này sáng dần. Cảm ơn. Cái này mình thích gắn ở đâu thì mình gắn, nhưng mà cái gì nó sẽ một cái. Đúng rồi. Rồi, đen đẹp không cho số 1 cả nhà. Đen đẹp không cho số 1, số 1 nha. 4.550. Trời ơi, em nói nhỏ như xíu thôi. Nhỏ này. 8 triệu. Em nói lớn quá. Mọi người ơi, bà đi á, bà cứ kêu tôi lựa cái nào mà mắc nhất. Mà nãy giờ tôi coi. Rồi. Tôi coi cái nào mà rẻ nhất tôi mới mua. Chị, nãy giờ bị bà chửi. Chị khán giả là đồng ý là cái màu đen nè. Cái màu đen. Số một quá trời. Chửi tôi hoài. Tôi coi giá cái nào rẻ nhất tôi mới mua. Anh bà cứ nói kêu lấy mắc nhất. Màu đen đẹp ha. Đúng rồi, em đặt mặt bộ màu đen này là tới một chuyện nghe. Thấy sao chị có màu. Mở cửa ra, mở cửa ra. Kêu đấy. Dạ, kêu đấy. Trời, khô. Đang được. Gật đầu. Làm gì? Cười cái mặt như cái quy quy vậy đó. Cái mặt như cái quy quy vậy đó. Cái mặt như cái quy quy vậy đó. Cái màu đen được tặng cái bông nữa kìa. Đây, nếu mà màu đen thì... Màu đen. Đi tới. Mày đang biết gì trong cuối đầu mày á. Thôi chửi. Ủa, nếu không lấy cái bông mình có trừ tiền ra bớt không? Không lấy thì sao? Trời. Thôi vậy thì lấy để dành. Ba cái bông luôn hả? Gắn một lần ba. Gắn thử, gắn cho nó đi em, gắn thử. Ủa sao ngọt, nó lùm xùm vậy đó hả? Mình không thích thì mình không cài. Tự nhiên đâm về họ người ta đám cưới. Đám cưới nhiều cái đâm sặc sỡ hơn người chứ đây đám cưới gì? Thì điên. Tại xưa đám cưới nghèo à. Mua cái đầm bèo. Biết đầm đám cưới gì. Nè. Ngày xưa đầm này đi tiền cái chút cưới gì. Bà thôi mấy cái bông sạch cái thằng này. Đó. Tại vì đầm này mấy cái đám cưới. Không có đẹp, không có đẹp. Mấy cái bông không kỳ. Tao quay. Thôi mấy cái bông kỳ quá. Tao cũng dễ thương. Mấy cái bông kỳ quá hả. Dễ thương. Đúng không? Thôi. Cũng dễ thương. Mấy cái bông kỳ quá hả. Dễ thương. Cũng lạ. Quay coi. Mấy cái bông kỳ quá, bé Ni ơi. Bông nhiều quá, ông nó đậu nha. Không có bông thấy đẹp hơn á. Bông nhiều quá, bướm nó đậu á. Mấy cái bông đi cổ. Mọi người nói sao cái bông đẹp không? Bản tin online, hello cưng. Chị Ni quay, quay, quay lại trong, quay lại trong. Chị Ni dắt chị đi mua đầm. Mấy cái bông kỳ quá hả? Đúng không? Mấy cái bông, nó rủ rủ xuống. Giống như nó trì cái đầm xuống, tôi tưởng tượng cái đầm nó tuột, tôi phải kéo lên quả. Ôi là hỏi mọi người có cái bông ok không? Cái bông kỳ quá à, mọi người.
đúng không? Nãy để thì mình tự nhiên nó sang hơn. Ừ. Gắn cái bông vô nó hoặc là một bông thôi. Ờ, một bông thôi, một chùm coi. Chùm kỳ quá. Một bông thôi. Một bông thôi. Đó, khán giả nói đừng có bông đẹp hơn nè. Bỏ bông đi kìa, ai cũng kêu kìa. Bỏ bông đi. Bỏ bông đi. Ai cũng kêu bỏ bông đi kìa, trời ơi trời. Hôm nay bà chị tôi bà cho tôi mặc cái đầm thiết kế nha mọi người nha. Trời ơi, Chăm nói thiệt cả đời Chăm chưa mặc đầm thiết kế bao giờ đó. Một cái đầm biết bao nhiêu tiền, Chăm mua đầm ngoài chợ toàn là 200, 300 đồ mặc không á. Có bông bị sụ đọt. Bỏ bông, trời trời ai cũng kêu bỏ bông. Ờ, bỏ bông nha. Ngậm lấy bông, lấy về chơi thôi. Lấy về chơi thôi. Có vẻ chốt cái màu đen này quá. Lấy đi nha. Có màu khác nguyên. Có màu đen đẹp. Không, chỉ có màu đen. Hai tông màu trắng đen nè. Ừ, ở đây chỉ có đen trắng với đỏ thôi. Đen thì vậy cái này nếu vậy thì không có chọn cái giày này được rồi. Cái giày màu đen luôn. Màu đen. Hai chị ha, mày cứ yên tâm giày tao trang bị một đôi rất là đẹp. Không. Em bảy đúng không? Ngựa thì luôn cho mua đầm nó cũng quay. Rồi em cho chị đôi giày nặng trăm mấy thôi. Tại chị quen giá xài giá trăm mấy 200 ngàn quen. Bây giờ chị nói là giày chợ An Đông hả, chợ Bến Thành đi mới biết được lấy. Chị không biết chợ An Đông. Rồi, lấy chợ Bến Thành nha. Ừ, chị dạ. Biết chợ Bến Thành. Rồi lấy giày Bến Thành nha. Rồi chị này quyết định mua thêm một bộ màu trắng nữa. Rồi. Đó, chị này thường hơn cả nhà hai bộ nha, bộ đen bộ trắng luôn nè. Màu đen em cũng có nhiều mẫu á chị, 37 đi cao cao đó cho nâng nâng. Ôi, cái gì lấy nó thì đẹp đẹp. Được bệnh. Cao cao. Tầm bao nhiêu phân được chị ta? Này mấy phân? Tóc đó. Tóc. Cái này tóc không? Tóc hết. Này tóc à. Bảy chín phân, 10 phân á chị. À là cũng tóc hết, cỡ tóc hết. Không không. Em coi chậm có thì chị lại cho màu đen 37. Màu đen được hai cái nhà ha. Chốt màu đen đi mọi người ha. Mang về bốt nè cho lạ nè, mang về bốt. Điên hả? Chị không. Nằm mang về bốt. Chị lo chị lo lại bán hàng. Lâu lâu lúc ngỏ vô. Chăm phải mặc áo trắng mới thấy bụng bầu nha. Ác ghê bà ơi bà. Bà comment tôi ác ghê. Bà Tiết Ngân. Chăm phải mặc áo trắng mới thấy bụng bầu cùng chị. Đen hay chưa nha. 37 hả chưa? Dạ đúng. Cái đó 38. 38 là chị cứ thử lên chứ còn đi ghiền mới đi cho cái ghiền. Nhưng mà đừng có chọc quá đi nó mỏi. 38 là đi sợ đi ghiền. Sợ rớt cái thật. Xong nhớ là nãy làm tắt luôn nha. Có. Không ạ, à, không cùng. Đi cũng được á. 37 thấy sẽ chật quá phải không? 37 thì thích không sai. 37 thôi 38 đi ha. Nè 38 là nó sẽ đi nó thoải mái thôi, nó khỏi thoải mái ha. Không bị tụt gọn lên. Ừ. Vậy hả, bà không rớt. Vậy là lấy 37. 37 bà bị rưỡi. Không có bà bị rưỡi. Ở đây không có bà bị rưỡi. 37 đi. 37 đi. Rồi quyết định là chọn màu đen rồi. Quyết định chọn màu đen rồi. Màu đen mấy bông? Ba bông. Ba bông này tặng kèm. Ba bông tặng kèm mà về sử dụng mấy. Nếu mà có bỏ ra thì cũng không có bớt tiền lại. Đâu lại mày. Ba bông cũng giá mà bỏ ra cũng giá đó. À, ba bông cũng giá. Mình lấy ba bông. Quận 11, Dương Bi. 11 quận 10 luôn. Gì? Đẹp không cả nhà? Sao? Cô chú anh chị mình thả tim, nếu đẹp cho anh trái tim đi cả nhà. Thôi cho số 1 cho nó nhanh. Ồ, cũng dễ thương mà.
nhưng mà cái đầm màu đen này á, nó không có bụng. Màu đen không thấy bụng. Cái trắng đâu có bụng. Trắng thấy bụng bự lắm. Cái trắng bụng bự. Đó, quá trời số 1 luôn, đẹp rồi, ok. Nghe cái miệng nó đi. Ở đây có bán đồ lam, mày mua một bộ đồ lam nó mới đi xin tiền. Chơi vừa lòng nó. Chơi vừa lòng. Gần đây gần gần kế có đồ lam vừa. Gần gì đang mất tài. Thế em thấy cái đồ ngữ tô đồ đấy em. Ta bảy đi kia nha. Đây này nhiều. Chào bà Chiểu. Dạ, cô chú anh chị mình đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ chị Trâm nha. Ủng hộ Tài nha. Trong giờ đó giờ đi chợ nào trong cái. Okay. Giờ hả? Em không có biết chợ nào, biết chợ Bến Thành à. Đồ chợ nó không à, ok, vậy ngày mai mặc bộ này không nha. Đó, chốt nha. Rồi, cuối cùng là rồi, chị đi mua cho Dâm bộ này nha. Ngày mai cho mặc bộ này nha, được mọi người. Ok. Quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi, bỏ máy vỗ tay coi. Thằng cái tài khủng. Khủng quá tài ơi. Ok rồi, đẹp ha mọi người ha. Dạ. Đây đó, trời ơi tôi tiếc cái đầm 120 ngàn, sáng mới mua ngoài chợ, trời ơi đi quá không cho mặc. Giờ mặc cái đầm mấy triệu bạc, mặc xong rồi mà đứng không quen luôn á, nãy giờ sợ trầy cái đầm á, không dám thở. Nãy giờ sợ trầy cái đầm không dám thở. Hai ba năm là 37 á. Cái này là size 5 nha chị. 35 là 37 cái mẫu này là bên đây bán suốt là tháo cái nơi. Mọi người nói bỏ nó lên không đẹp. Chị cũng thấy nó kỳ quá. Thôi là chị cài một cái thôi. Cài một cái bên này thôi nè chị. Là chị cài như vậy nè, một cái như vậy như em đang cài cho chị. Một cái thì thay thì vậy thì nó cũng được. Chứ một chùm ba bốn cái là nó kỳ quá. Cài một cái còn hai cái nữa tài nó cài lên hai lỗ tài. Đó. Cái nào không xài cho em. Ở đâu đó. Ủa chị Trâm. Thôi nha, tính một cái thôi nha. Chị cài cho mua hai cái đầm kìa mọi người. Anh đi. Bông đó chị cài mấy cái chị? Cài một cái. Còn cái ngày mai em mặc cái áo vest đó chị cho em cài được. Ôi em tính một cái thôi. Thôi thôi nhiều tiền quá rồi. Chị không mua hai cái đâu. Nhiều tiền quá, nhiều tiền quá. Thôi thôi, nhiều tiền quá, mua hai ba cái đi. Thôi, nhiều tiền thêm cái này đi. Không. Một cái màu đen với một cái màu đen. Không lấy cái màu trắng nữa, nhiều tiền quá. Nhiều tiền quá. Không, để gì đó mình hiểu. Một nữa là qua đây, 35 với 37. Bên đây là chất lộn da. Bên đây là shop này là đồ thiết kế của chú anh chị. Ngày mai là sinh nhật của chị Trâm. Đây, trở lại là Bích Trâm. Trở lại là Bích Trâm. Vẫn phèn như ngày nào. Trở lại là Bích Trâm là cái phèn liền, thấy không mọi người? Trở lại là Bích Trâm là phèn liền, thấy không? Đó, người ta nói là người đẹp vì lụa, thấy không? Đó, mặc cái đầm vô nó sang chẳng dễ sợ ha. Dạ. Cởi ra cái nó phèn liền. Cởi ra cái nó phèn dễ sợ là phèn liền. Vậy là chọn màu đen hả chị? Chọn màu đen rồi đó. Trời ơi. Quyết định chọn màu đen rồi đó. Màu đen ha, dễ mặc ha. Nhưng mà em thấy chị Ni nó nhỏ với nhân viên này kìa. Ni có sắm cho em cái bộ đồ này không Ni? Bà ép mua mấy cái đâu. Ni mua riêng cho Ni về. Không có, em có sắm. Kiếm bộ nào bộ vét cho em á. Ừ.
tuyệt vời nha cả nhà. Đây này cô chú anh chị. K7 là 2, 3, 5. Em coi thôi chứ em đâu có mua đâu. Nhưng mà thì mấy cái này là nó phải đậm một tí xíu nha. Không. Đó. Quay cho cô chú anh chị mình xem ra ai thích giày nào mua luôn. Xong rồi là cái nào. Rồi đây. Đây là thu hoạch được nha. Nha mọi người nha. Rồi. Đây là thu hoạch được. Rồi chúng ta happy đó. Birthday chú. Tao hẹn sớm vậy. Tao hẹn sớm vậy. Đây là thu hoạch được nha. Dạ. Rồi chúc mừng chị Trâm. Okay. Cảm ơn chị Ni. Rồi em xuống like bên đây luôn ha. Cảm ơn chị Ni. Xuống like.